Okay, xin chào các bạn ha. Chào mừng các bạn đến với kênh Yuki Data Reading của mình. Thì hôm nay mình sẽ làm một cái trải bài, đó là trong cái mối liên kết đã ngắt kết nối hoặc là không có còn liên lạc nữa, thì cái người đó họ có theo dõi bạn qua mạng xã hội hay là họ đang nghĩ gì về bạn ha, trong cái thời gian lúc này. Và đây là cái thông điệp chung các bạn đón nhận cởi mở giùm mình. Và các bạn muốn trả bài riêng thì inbox Facebook ha, mua đá mua nến thì inbox Facebook giùm cho mình ha. Chúng ta sẽ vào 3 tụ, 1, 2 và 3. Các bạn chọn đi và chúng ta sẽ bắt đầu ở cái tụ bài số 1 ha. Ở đây mình thấy cái người này họ có xem cái họ có để ý ha đến cái mạng xã hội của bạn. Mình cảm thấy rằng là cái người này họ đang mắc kẹt trong cái mối quan hệ này, họ muốn tiến lên phía trước, họ muốn có một cơ hội mới với bạn, họ rất là phân vân, họ đang chờ một cái thời điểm thích hợp, họ muốn kết nối với bạn, họ muốn một cái sự khởi đầu mới với bạn, họ đang muốn gọi là giải quyết những cái mâu thuẫn giữa hai người với nhau. Người này họ cảm thấy cái mối quan hệ này á, nó giá lạnh, nó bị bỏ rơi, nó bị buồn bã, cảm thấy cái mối quan hệ này nó rất là nhiều cái điều tiêu cực. Cái người này họ vẫn cảm thấy cái sự cô đơn, trống rỗng, vẫn một mình, không được thấu hiểu, tổn thương đứa trẻ bên trong. Cái người này muốn có một cơ hội mới với bạn, người này muốn kết hôn với bạn, cái người này họ muốn có một cái sự khởi đầu với bạn, họ rất yêu bạn, họ còn rất nhiều cái tình cảm với bạn, họ muốn có một quyết định, một cánh cửa mới trong cái mối quan hệ này giữa hai người với nhau. Thank you.
vì sao người này không có liên lạc lại thì mình cảm thấy là dường như là họ không có một cái nền tảng vững vững vàng hiện tại, và họ có rất là nhiều cái ảo tưởng trong cái mối quan hệ này. Họ muốn mở rộng ra, họ không muốn khép lại trong cặp một, họ muốn đánh giá và nhìn nhận mối quan hệ này ở trên nhiều cách khác nhau. Họ vẫn đang chống chọi với mọi thứ ha. Cái người này họ không có chịu mở lời. Cả hai người trong cái mối quan hệ này, đều đang kiên nhẫn chờ đợi chống chọi. Ở đây mình vẫn thấy là có một cái cơ hội, một cái mong đợi, một cái sự khởi đầu mới trong cái mối quan hệ này giữa hai người với nhau đó. Một cái lời nói lên, một cái sự xin lỗi, một cái sự đấu tranh cho cái mối quan hệ này. Có một cái sự rất là đau lòng trong cái mối quan hệ này. Nhưng mà yên tâm là mọi thứ nó sẽ được giải quyết ha. Hai bạn sẽ về với nhau, sẽ gặp lại nhau, sẽ có một cái lời nói chuyện lại, sẽ có một cái sự khởi đầu mới, sẽ có một cái tình yêu mới. Ok, và mình kết thúc cái tụ bài số 1 ở đây ha. Các bạn chọn cái tụ bài số 2 ha. Cho cái chủ đề đó là đã ngắt kết nối, không liên lạc thì họ có theo dõi bạn trên mạng xã hội không? Ừ, ở đây thì mình thấy cái người này họ khá là tập trung vào cái cuộc sống của họ, về cái công việc, về cái tiền bạc. Có thể họ có một cái có một cái quyết định, và cái quyết định đó họ rất là lạnh lùng. Ở đây thậm chí họ có một gia đình, họ đang cố gắng cho cái công việc, họ thậm chí là họ có những cái sự kết nối khác, và họ không muốn theo dõi bạn, họ chỉ tập trung vào bản thân mình thôi. Cái người này họ quá nhiều nỗi sợ hãi trong mối quan hệ này, và họ cũng không nhìn đến, không muốn nhìn đến. Cái người này thấy một cái cảm giác, họ nghĩ rằng là cái mối quan hệ này nó quá nhiều mâu thuẫn, quá nhiều nỗi đau, nó mang đến quá nhiều cái sự bốc đồng. Còn bạn thì quá là ổn định và yêu thương bản thân mình, quá là tuyệt vời trong cái thời điểm hiện tại, thì cứ tiếp tục như vậy thôi. Cái người này cũng có cái tôi, cũng có cái sự gia trưởng của mình, nhưng mà họ có những cái khoảnh khắc cuộc sống riêng, sự vui vẻ riêng.
nhưng mà mình vẫn cảm thấy là cái mối quan hệ này nó đang chờ đợi để có một cái chương tiếp theo đó bạn. Nhưng mà nó rất chậm, mình cảm giác nó rất chậm, cảm giác là giữa hai người còn có một cái khoảng cách địa lý ở đây nữa ha. Có, vì sao họ không liên lạc, họ có những cái kế hoạch, những cái sự đợi chờ, những cái kế hoạch mà họ chuẩn bị có thể là cho bạn, cho mối quan hệ này, cho một cái cơ hội làm việc, cho một cái cơ hội nào đó, và họ đang im lặng để chờ đợi đúng cái thời điểm ha. Ở đây chúng ta có harmony ha, một cái sự hòa hợp, một cái sự gắn kết, và mình cảm thấy là cái người này họ đang chờ đợi cái điều đó. Giữa bạn với cái người này thì mình cảm thấy rằng là có thể là kết thúc một cái giai đoạn khủng hoảng với nhau và chuẩn bị sẵn sàng để đến một cái điều mới. Nhưng mà ở đây trong một số trường hợp nó sẽ có một cái nữa, đó là cái người này là có gánh nặng gia đình, có nghĩa là họ có gia đình hả? Nhưng mà thật sự cái người này vẫn muốn đến với bạn. Trong cái mối quan hệ này nó có cái điều gì đó mệt mỏi mà cái người này dựng một cái bức tường rào để mà giữa bạn với cái người này á, nó có một cái kết nối tâm linh sâu sắc ha. Nhưng mà mình nói những bạn nào mà mong đợi cái sự kết nối lại với cái người này thì mình nghĩ rằng là cái điều đó nó cũng sẽ có thể xảy ra. Yên tâm là sẽ có một cái kết nối, một cái sự nói chuyện rõ ràng ở đây. Ở đây có song ngư này. Có một cái sự làm rõ ở đây. Ở đây có một cái sự tổn thương đứa trẻ bên trong, nỗi sợ. Mọi thứ nó sẽ được cân bằng, và cái người, nếu như cái người này là người yêu cũ thì cái người này sẽ quay lại. Ok. Cái trải bài này á, cái thông điệp của bạn nào chọn tụ thứ số 2 á, trông có vẻ như là nó không có còn niềm tin, nhưng mà thật ra nó rất chậm, nhưng mà bạn yên tâm rằng là nó sẽ có cái kết thúc tốt đẹp. Thậm chí là cái sự kết hôn đến với nhau. Ở cái tụ bài số 1 á thì nó rất là nhanh chóng để có thể đến được với nhau, hoặc là giống như không phải là nhanh chóng, nhưng mà cái cảm xúc á, của hai người rất nhanh chóng để quay lại với nhau. Nhưng mà cảm nhận về cái việc đó là kết hôn á thì chưa có rõ ràng. Nhưng mà nếu như trong cái trường hợp mà cái người nam này của bạn á, mà nói chuyện lại á, thì sẽ rất là nhanh chóng để mà kết hôn. Bởi vì cái người này mình cảm nhận như là hiện tại họ không liên lạc hoặc họ im lặng á, là để họ chuẩn bị cho cái công tác, cho cái kinh tế, cho cái tài chính, cho cái nền tảng nào đó. Họ đang kiên nhẫn, họ đang chờ đợi, họ đang cần phải ra một quyết định, họ đang cần phải làm cái điều gì đó. Còn trong cái tình cảm của cái người nam này đối với bạn á, là họ không muốn, họ tạm thời muốn ngưng nghỉ cái mối quan hệ này để không có khởi lên những cái nỗi sợ nữa. Bởi vì cái người này họ cũng có cái tính gia trưởng của họ. Nếu như mà một khi kích hoạt cái sự gia trưởng đó thì cái người này mình nghĩ họ sẽ họ với bạn sẽ rất là dễ cãi nhau. Cho nên là mình thấy rằng là cái câu chuyện này là sẽ có một cái tiếng nói đến, sẽ có một cái sự gặp lại hoặc là gặp gỡ lại để mà cắt ngang cái khoảng thời gian mà hai người im lặng với nhau. Tại vì mình cảm nhận như ở đây là
cái người này không phải là họ không quan tâm bạn qua mạng xã hội, mà là bạn họ 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 tập trung vào cái công việc của họ rất là nhiều, và họ không cần, giống như cảm giác như là họ không cần thiết phải phải coi đến cái mạng xã hội của bạn vậy đó ha. Cảm giác là cái người này họ tập trung vào cái công việc của họ rất là nhiều. Ok, bây giờ chúng ta sẽ đến với lại cái tụ bài số 3 ha bạn ha. Đã ngắt kết nối không liên lạc thì cái người này họ có theo dõi bạn qua mạng xã hội hay không, và họ nghĩ gì ha. Cái người này họ rất, dành rất là nhiều cái tình cảm cho bạn, họ dành cho bạn là tình yêu, nhưng mà họ rất là đau đầu, họ rất là mệt mỏi, họ rất là cần cái thời gian để im lặng, để cân bằng. Họ rất là muốn nói chuyện lại với bạn, nhưng mà có điều là cả hai người đang trong một cái sự cãi nhau, hoặc là một trong hai người đã rời đi khỏi cái mối quan hệ này. Thì mình thấy rằng là cái người này họ không có theo dõi bạn qua mạng xã hội đâu. Họ thấy bạn rất là lạnh lùng và ngắt, cắt đứt họ, hoặc thậm chí là bạn block họ. Hoặc thậm chí là bạn nói chung là mình cảm thấy là mình cảm thấy là cái người này họ cũng quê, họ cũng có cái tự ái của họ, họ tiến lên phía trước, họ không có coi đến cái câu chuyện của bạn qua thông qua mạng xã hội ha. Và họ cũng nghĩ rằng là bạn đã cắt đứt họ ra khỏi cái cuộc sống này rồi, và bạn cũng không có chấp nhận cái tình cảm của họ đâu ha. Cái người này họ cảm thấy bị bỏ rơi, cảm thấy lạnh giá, cảm thấy không có được vui vẻ, không có được yêu thương ha, trong cái mối quan hệ này. Và cái người này rất là phân vân. Người này còn tình cảm với bạn, hoặc là cái người này thấy bạn là nói chung người nữ ở trong này có thể là một người cung nước ha, xong người cự giải bọt cạp chà, nhưng mà đó cũng có thể chỉ là cái sự dành nhiều cái cảm xúc cho cái người này bằng cái có nghĩa là bạn còn yêu người này và cái người này cũng cảm nhận được như vậy. Nhưng mà có thể rằng là trong cái mối quan hệ này, cái người này họ cảm thấy là họ bỏ rơi bạn thì đúng hơn là cảm thấy cái sự cô đơn. Người này cảm thấy bỏ rơi bạn, và cái người này cảm thấy là cái mối quan hệ này là cái mối quan hệ ba người, và nó đã có cái sự sụp đổ nào đó ở đây. Nhưng mình vẫn cảm thấy cái người này họ muốn liên lạc lại, họ muốn kết nối lại với bạn rất nhiều ở đây. Mình thấy cái người này cũng có thể là họ vẫn còn yêu bạn nhưng mà rời đi, họ không có mở lòng được, có nhiều nỗi sợ ở trong này. Họ ngắt kết nối với bạn. Cái người này họ yêu, họ còn yêu. Và mình nghĩ cái người này họ cũng có gia đình đó. Cảm nhận của mình thôi. Và đây là trả bài chung ha các bạn ha. Cho một số bạn coi thì
vì sao người này không có liên lạc hoặc không có điều gì cả cho cái mối quan hệ này, thì mình thấy rằng là thứ nhất là cái vấn đề về cái trái tim, về cái sự sợ tổn thương cho cái trái tim này, họ mất đi cái cảm xúc trong cái mối quan hệ này. Họ không có dám trao tình cảm cho cái mối quan hệ này. Họ cảm thấy mối quan hệ này nó rất là nhiều cái sự đấu tranh, rất là nhiều cái sự không phải đấu tranh, rất là nhiều cái sự mâu thuẫn, và họ bị mắc kẹt trong cái nỗi sợ. Và họ nhận ra được là họ mình cảm thấy rằng cái người này họ có cái bóng tối, họ có cái bóng tối bên trong, họ có cái sự sợ hãi bên trong. Và một phần nữa là mình thấy cái người này họ muốn rời đi nhiều hơn, vậy cho nên là họ không có muốn liên lạc lại. Người này là một cái liên kết rất là sâu sắc với bạn. Có một điều rất là hối tiếc trong cái mối quan hệ này. Cái người này họ cũng rất là buồn trong cái mối quan hệ này. Nhưng mà mình vẫn thấy là cái người này họ có cái tình cảm, có cái cảm xúc cho cái mối quan hệ này. Và có một cái sự liên kết tâm linh rất mạnh mẽ trong này. Cả hai người liên kết với nhau bằng tâm linh. Quan hệ này nó có cái nguồn năng lượng twin flame ở đây nữa. Mình vẫn thấy có một cái cơ hội mới, một cái cơ hội gặp lại nhau giữa hai người ở đây. Nói chuyện lại, vui vẻ lại. Cái mối quan hệ này giống như ở hiện tại nó chưa phải là đúng lúc. Mình cảm giác giống như là cái người này họ cần cái thời gian cho bản thân mình, họ cần suy nghĩ lại. Mà cái người này họ còn tình cảm. Trong cái outcome, trong cái mối quan hệ này, mình thấy hai người, các bạn có thể gặp lại nhau. Ok, mình kết thúc trải bài này ở đây nha.